Mày coi lời tao nói không ra gì phải không? Tao nói mày đi thì đừng có về rồi mà. Em nó nhớ má nó về thăm má một chút. Con có chửi thì con chửi má nè. Tôi không nói nhiều. Tôi thấy nó về nhà lần nữa, tôi chặt chân. Tội nghiệp con tôi. Con không có sao đâu. Má đừng có khóc. Con đi luôn đây. Anh Hoàng sẽ giết em bé. Bây giờ anh Mô đã nhận ba đứa bé rồi còn gì? Không, ông Mô đâu phải ba em bé đâu. Là anh là ba em bé mà. Là anh lừa tôi. Anh không muốn tôi. Anh không muốn em bé. Vậy tôi sẽ nói cho ba